Dòng máu Lạc Hồng xin được chào các bạn. Trong lịch sử, đã có một thời gian dài, châu Âu luôn được xem là miền đất hứa, nơi mà nhiều người di cư trên thế giới tìm về như một bến đỗ mong muốn đổi đời. Thế nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Khi ở thời điểm hiện tại, châu Âu đang phải loay hoay tìm lối thoát do cuộc khủng hoảng năng lượng ngày một trầm trọng hơn. Người dân châu Âu đang phải gồng mình vượt qua những ngày tháng cơ cực do thiếu khí đốt, lạm phát, thiếu điện, giá cả hàng hóa tăng phi mã và thậm chí là không có nơi để ở. Giờ người châu Âu mới biết, cái nghèo không buông tha ai. Tại châu Âu, số người sống trong tình trạng nghèo tuyệt đối không nhiều, song hàng triệu người bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng nghèo đói đang dần tăng lên và đã hiện ra cao hơn so với mức trung bình ở các nước. Những người thuộc diện này phải sống hạn chế, phải chật vật chi trả, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Ở những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU, một người bị coi là có nguy cơ nghèo nếu thu nhập của họ dưới 60% mức trung bình thu nhập ở quốc gia mình. Nếu dưới 50% được coi là nghèo cùng cực. Đáng nói, trong đó có Đức, vốn là nền kinh tế lớn nhất châu Âu và được xem là một trong những quốc gia giàu nhất trên thế giới. Song biểu hiện nghèo đói đang gia tăng ở khắp nước Đức. Đó là hình ảnh người vô gia cư vạ vật trên đường phố, bà mẹ nhịn khẩu phần ăn để nhường con và những người nghỉ hưu phải nhặt ve chai kiếm tiền nuôi thân. Ở châu Âu, cái khó không chỉ vây lấy người nghèo mà người giàu cũng chẳng được yên thân. Mùa đông đang đến gần và khí đốt đã trở thành bài toán nan giải cho tất cả tầng lớp. Tầng lớp trung lưu sung sướng ngày nào giờ cũng phải chi tiêu tiết kiệm. Có người còn có những hóa đơn mà phải chuyển đến những căn hộ nhỏ hơn. Katharina von Asten, một quản lý khách sạn 27 tuổi, hồi tháng 3 đã chuyển đến một căn hộ studio với giá thuê hơn 800 đô la Mỹ một tháng ở Cologne cùng với con mèo của cô, Max. Von Asten nói rằng, trước khi vào, tôi phải xem căn hộ của mình lạnh đến đâu. Để tiết kiệm, tôi đã đặt một túi chườm nóng trên giường của mình để giữ ấm vào những đêm lạnh. Hoặc tôi sẽ phải dùng chính con mèo của mình làm gối sưởi ấm. Giá khí đốt tăng đã khiến những người thu nhập khá như Asten cũng gặp phải khó khăn. Mùa đông đang đến gần và cuộc khủng hoảng đang lan ra khắp các đối tượng ở châu Âu. Các doanh nghiệp châu Âu đã cắt giảm đáng kể tiêu thụ khí đốt trong những tháng gần đây trước tình trạng giá cả tăng vọt do hệ quả từ cuộc xung đột Ukraine. Việc cắt giảm này gây ra thiệt hại kinh tế khá lớn khi dây chuyền sản xuất bị chậm lại tại nhiều nhà máy hóa chất, một số nhà máy luyện kim thậm chí phải đóng cửa. Nếu tình trạng trên tiếp tục kéo dài, phần lớn châu Âu có nguy cơ sẽ rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Lúc này khi được hỏi thì hầu hết người dân châu Âu đều mong muốn mình sẽ có thể quẳng gánh lo đi mà sống. Mùa đông càng tới gần, họ càng mong sẽ được sống một nơi ấm áp hơn và giá điện, nước, xăng dầu sẽ rẻ hơn. Theo một khảo sát mới đây, đặt câu hỏi bạn nên đi đâu để thoát khỏi cái lạnh giá buốt của mùa đông ở đất nước mình, người châu Âu đã không ngần ngại mà chọn ngay một chuyến thăm đến Việt Nam. Vì nơi đây, họ sẽ được tận hưởng ánh nắng vùng nhiệt đới cùng những bãi biển mát và chi phí sinh hoạt với giá cả phải chăng nhất ở Đông Nam Á. Theo nhiều người châu Âu từng đến Việt Nam kể lại rằng, trong thời tiết lạnh giá của mùa đông này, họ nhớ về một bầu trời đầy nắng ở Việt Nam. Một chuyến đi tránh rét đến những vùng đất có nắng vàng, biển xanh, ấm áp chính là sự lựa chọn tuyệt vời mà hầu hết không thể chối từ. Việt Nam là quốc gia hội tụ đầy đủ những gì mà người châu Âu cần, từ khí hậu dễ chịu cho đến chi phí sinh hoạt rẻ, từ đồ ăn, thức uống cho đến dịch vụ. Việt Nam là một quốc gia chìm trong chiến tranh ngày nào, giờ lại là miền đất hứa cho giới nhà giàu châu Âu tìm đến tránh bão. Du lịch Việt Nam đang trở nên phổ biến hơn ở châu Âu. Theo thống kê trong tháng qua, lượng khách Tây đã đua nhau tìm thông tin du lịch Việt Nam. Lượng tìm kiếm tăng tới 1.200% so với những năm trước. Hưởng ứng xu hướng tìm kiếm về du lịch Việt Nam đang nở rộ ở khắp châu Âu, chuyên mục du lịch của tờ TED Group Vương quốc Anh đã liệt kê danh sách những điểm đến tuyệt vời cho du khách trong mùa đông năm nay, và trong đó Việt Nam đã đứng trong top 5 ấn tượng. Tờ báo miêu tả Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng không thể bỏ qua. Đất nước này được biết đến bởi hai đô thị nổi tiếng là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng và cao cấp về biển. Đặc biệt đến Việt Nam, du khách không những có cơ hội thả mình trong làn nước biển xanh ngập tràn ánh nắng miền nhiệt đới, mà còn có cơ hội thám hiểm các dãy núi đá vôi ở Vịnh Hạ Long, khám phá các kỳ quan hang động của thế giới ở hang Sơn Đòn, thăm thú Hội An, nghỉ dưỡng tại Nha Trang hay Phú Quốc. Trang chuyên về du lịch Ricker Reporter của Đức cũng vừa đăng tải bài viết rằng Việt Nam là top 10 điểm đến du lịch đẹp nhất nên khám phá cho người Đức khi mùa đông ảm đạm chuẩn bị gõ cửa toàn châu Âu.
Bài viết mở đầu và gợi ý tại sao không thử tránh rét mùa đông ở nơi xa xôi, dù là một kỳ nghỉ trên bãi biển hay trải nghiệm đi bộ đường dài, khám phá thiên nhiên sẽ không còn lâu nữa trước khi mùa đông ập đến và nước Đức như thường lệ sẽ bị bao phủ bởi một bầu trời xám xịt, ẩm ướt và ảm đạm. Ngay từ lúc này, nếu muốn một lần thoát khỏi khung cảnh như vậy, du khách nên lên lịch cho kỳ nghỉ mùa đông này ở một nơi xa, có thời tiết ấm áp và khô ráo hơn, thậm chí có nắng trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3. Nơi đó chính là Việt Nam. Tác giả bài viết cho biết, Việt Nam là đất nước có phong cảnh rất ngoạn mục, do có đường bờ biển trải dài trên 3.000 km và thiên nhiên đa dạng phong phú. Đến với Việt Nam, du khách có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hào nhoáng. Bên cạnh đó, Hội An, thủ phủ của đèn lồng ở Việt Nam, cũng là nơi chắc chắn đáng để ghé thăm. Theo bài viết, ngoài ra, du khách có thể bắt đầu hành trình bằng chuyến đi xuyên qua những cánh đồng lúa xanh bất tận hoặc những công viên quốc gia rừng nhiệt đới. Còn những người muốn đi biển có thể đến Nha Trang, nơi có những bãi biển sôi động với những khu nghỉ dưỡng hiện đại và các cửa hàng sang trọng. Hoặc cũng có thể thư giãn với thiên nhiên hoang sơ trên đảo Phú Quốc, hoặc nằm ở miền Bắc của đất nước là Vịnh Hạ Long, huyền bí với vô vàn ngọn núi đá vôi và những hòn đảo có đào nhô lên hàng trăm mét. Cũng theo tác giả bài viết, đèo Hải Vân phân chia khí hậu Việt Nam thành hai miền với miền Nam nhiệt đới và miền Bắc cận nhiệt đới. Trong đó miền Bắc từ tháng 11 đến tháng 5 có thời tiết mát với mưa nhiều hơn, trong khi miền Nam nóng quanh năm. Nhưng dù là miền nào của Việt Nam thì thời tiết cũng không bốc giá như ở châu Âu trong mùa đông. Theo báo cáo của Ban Hỗ trợ Chính sách APEC, thì Việt Nam còn là quốc gia duy nhất trong 21 nền kinh tế APEC không đưa ra hạn chế nào về đi lại, không yêu cầu chứng nhận vaccine COVID-19, không yêu cầu xét nghiệm hay cách ly, khai báo y tế. Do đó rất tiện cho những du khách đến từ châu Âu. Với chính sách mở cửa du lịch quốc tế thông thoáng, công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insight vừa qua cũng đã hiển thị sự gia tăng mạnh mẽ lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam. Theo đó, lượng tìm kiếm thông tin khách sạn, resort ở Việt Nam cũng tăng cao trong tháng qua, gấp 7 lần so với thời điểm tháng 3, còn tìm kiếm về hàng không quốc tế đến Việt Nam tăng tới 3 lần. Trong những tháng đầu năm, top 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam lần lượt là Mỹ, Singapore, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Pháp, Anh, Malaysia. Các điểm đến được cộng đồng quốc tế tìm kiếm nhiều nhất đều là các trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Vũng Tàu. Mùa đông châu Âu sắp đến rồi, và giờ là lúc để chuyển sang Việt Nam sống, một người Đức chia sẻ